Đồng bằng sông Cửu Long đang bị sụt lún từ 1 đến 3 cm mỗi năm và tốc độ thì không hề giảm qua từng năm. Đó là thông tin tại hội thảo sụt lún đất ở đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Xây dựng phối hợp với Tổ chức Hợp tác và Phát triển Đức tổ chức tại thành phố Cần Thơ. Là vùng đồng bằng rộng lớn, chiếm 12% diện tích và khoảng 19% dân số của Việt Nam, đồng bằng sông Cửu Long đã và đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Bên cạnh tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng là tình trạng sụt lún đang xuất hiện ở nhiều nơi của khu vực này, đã và sẽ mang nhiều hệ lụy lâu dài. Theo đánh giá của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Đức GIZ, ở các đô thị lớn như thành phố Cần Thơ, nền đất sụt ở hầu hết mọi khu vực dao động từ 2 đến 4 cm một năm và sẽ còn tiếp diễn. Trong khi đó tại khu vực nông thôn, tốc độ sụt lún ở mức 1 cm một năm. Ở toàn bộ khu vực đồng bằng, thì bán đảo Cà Mau đang bị sụt lún nhiều hơn những nơi khác. Các chuyên gia cũng cho rằng cần phải tiến hành thêm nhiều nghiên cứu nữa để hiểu rõ thêm nguyên nhân để đề ra chiến lược ứng phó. Trong đó việc khẩn cấp cần làm ngay là phải giảm nhẹ và thích ứng với sụt lún bởi rất khó để nó dừng lại. Các chuyên gia cũng thống nhất khai thác nước ngầm là một trong những yếu tố góp phần gây sụt lún. Song cho dù có ngừng khai thác nước ngầm hoàn toàn thì cũng không thể ngăn chặn được hiện tượng này. Tuy nhiên, nếu quản lý tốt việc khai thác nước ngầm thì tốc độ sụt lún có thể được giảm nhiều.